cửu đồ thái địa, từ xưa nhất cực mà chúng suy. Dị lực thế gian cực kỳ tiền hàng linh tộc, ứng với hạo kiếp lớn nhất thiên địa mà sinh. Sinh ra tự dưng lưng đeo, thế gian lớn nhất hạo kiếp, sắp tới tầm hàng linh tộc hậu nhân cam cửu chi, bởi vì một hoạt động hippie gã xa lấy ngự quỷ thuật nổi tiếng một phương nguyên lâu sơn, mà khi nàng bước vào vải có một vạn 3444 tầng hạt TTPS, www sinh com Chương 1 Văn kiện khẩn cấp. Văn kiện khẩn cấp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chiến Nam vương trị vì dưới sự cai trị của ba thành phố Bình Nam, 11 phường tự động ra lệnh giới nghiêm, mỗi ngày từ giờ hợi đến giờ mão nhà nhà đều cần đóng cửa đóng cửa, không phải chiếu không phải việc khẩn cấp thì không được ra ngoài. Giờ sửu, Bạc Vân tàn tinh, khiết nguyệt như móc câu, ngoại trừ lát đác vài thiện linh nhân, lấy người thay người xua tan thân nhân hoặc quen biết hoặc chết oan trong cơ thể người hàm chứa, linh, mà sống, làm thiện khách, người đã qua đời, trưởng trưởng sáng đèn niềm sướng cầu an điều ra. Ba thành phố 11 phường to như vậy của Bình Nam Thành cũng chỉ có chuột trộm gạo, mèo béo trộm cá là có động tĩnh lớn một chút. Trong con đường quanh co của phường thứ nhất bên ngoài chiến Nam Vương Phủ, lão đầu tử thiện linh lưng còng nhỏ người, mặt gai hoa văn xanh nửa con tôm, trong gió lạnh một tay trắng gió, một bàn tay đèn, miệng chậm rãi đọc. Đèn trường minh than trường minh điều, trường minh điều sướng vãng sinh nhân, vãng sinh nhân thường thường sinh khứ, bất lưu linh niệm tại nhân thế. Đèn trường minh chiếu trường minh lộ, trường minh lộ hành vãng sinh nhân, hành lộ này xa xôi gió lạnh lớn, chớ để cảm lạnh ngộ sinh, vãng sinh ngươi thả đi, ngươi thả đi, vãng sinh lộ 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 lộ, lộ vẽ là nơi quy về. Tâm quy là cố thổ, vãng sinh, vãng sinh, mạc mạc quay đầu lại chỗ an tâm của ngươi là cố hương. Tiểu nhi mặt trắng bảy tuổi tóc buộc siêu vẹo vẹo quần áo nửa tán lo lắng vội vàng chạy về phía chiến nam vương phủ, sắc trời quá tối, hắn giơ đút da cho hắn, trong lúc chạy cấp tốc nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc chỉ cao hơn mình một cái đầu, hắn vừa thở dốc, vừa hạ giọng hướng bóng lưng lỗ tai phía trước hô. Bán hà lão đầu nhi, bán hà lão đầu nhi sao hôm nay ngươi còn đang niềm sướng? Có phải bọn họ lại lấy ngươi chọc cười hay không? Đường này gió lạnh. Chớ để bị cảm lạnh mà vãng sinh, ngươi cứ đi đi. Giọng tiểu nhi lớn hơn một chút. Ông già nửa tôm. Hôm nay ông ăn chưa? Vãng sinh đi, vãng sinh đi, chớ quay đầu lại. Ta hỏi ngươi hôm nay ngươi ăn chưa? Chỗ an tâm của ngươi là? Cá chạch qua tử. Ông lão nửa tôm dừng bước. Cá chạch qua cho rằng hắn rốt cục đã kịp phản ứng. Ông lão nửa tôm lại lắc đầu, lại bắt đầu đọc chỗ an tâm của ngươi là cá chạch lão già bán tôm hôm nay ăn chưa bọn họ lại khi dễ ngươi ông lão nửa tôm do dự dừng bước sau khi biết hậu giác phản ứng lại là thật sự có người đang nói chuyện với ông mà người nói chuyện với ông vẫn là bạn của cá chạch liếc nhìn cháu trai cá chạch mà ngày thường yêu thương nhất vẻ mặt ông kinh ngạc xoay người dùng bàn tay cầm đèn sáng chỉ vào người phía sau sau khi nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi đầm đìa của cá chạch vội vàng đem đèn sáng chuyển hướng lên phía bắc ngữ điệu tràn đầy không thể tin là mắt ta mù cho rằng trời tối hay là mắt ngươi phát bệnh cho rằng trời sáng con ngươi thường ở đây an toàn cá chạch kéo áo khoác ra căn phòng lông xù lão già nửa tôm thò đầu nhìn đây không phải là chim bồ câu mà ông nội ngươi nuôi sao cá chạch qua có chút trâu bò ầm ầm nói thư khẩn đây là thư khẩn Gia ta ngày hôm qua cho những thiên bộ câu khác ăn bị trật chân, chạy không thoát. Kêu ta cùng chiến Nam Vương chúng ta đưa thư khẩn. Lão già nửa tông lúc này thần thái cực kỳ tốt, vậy còn thất thần làm gì? Ta thấy tương lai cá chạch của ngươi nhất định là có tiền đồ. Vậy ngươi còn không mang ta đi, đen xì, này đút rất quái khí, một hồi tắc một hồi tắc, mệt ta gia còn đem nó làm bảo bối. Bán hà lão đầu vừa thấy cây đuốc này liền biết tính nghiêm trọng của sự tình, ngày thường cây đuốc này đều là bị lão cá chạch thần bí kia làm tổ tông cung phụng thành kính hận không thể một ngày mười lần thơm bất quá chính là cầm nó cho chiến nam vương chiếu sáng mà thôi mà đèn trường minh của hắn nói không chừng còn có thể cùng chiến nam vương hắn vỗ vỗ võ não của mình tuyệt đối không thể nghĩ tiếp tội lỗi tội lỗi hắn sao có thể muốn bóp tuyệt đối không thể vạn vạn hồ đồ vạn vạn lần không thiện lương cá chạch qua nhìn trong chốc lát giống như tay tiếp bánh từ trên trời rơi xuống, trong chốc lát lại giống như lão già nửa tôm hối hận không kịp nửa ngày cũng không hiểu ra sao, vội vàng sốt ruột nói. Thư khẩn. Thư khẩn. Đã nói là thư khẩn mà. Bán hà lão đầu nghiêng người lấy ngọn đèn dài đặt trên mặt đất đối diện với hướng bắc, thanh âm già dạ nua đem gió lạnh ấm áp vài phần. Đi thôi, ngươi chớ vội, ta dẫn ngươi đi về phía trước đùa phải không? tính tình cá chạch lập tức vọt tới trước mặt hắn. Nửa tôm lão đầu nhi vội vàng đem hắn kéo về phía sau, thanh âm so với bình thường bất cứ lúc nào đều muốn hung. Người vãng sinh đi phía trước, người cố hương đi phía sau, chớ cùng người vãng sinh cướp đường, người sống muốn đi đường, chỉ có thể dựa vào chính mình tu. Cá chạch qua chột dạ nói. Ta nhớ, đây không phải là quá sốt ruột sao? Nói ngược lại, hắn lại có sức mạnh, đã nói là việc gấp. Việc gấp, Gấp hơn nữa cũng không thể cùng vãng sinh run rẩy nha. Cá chạch qua có chút mất mát cúi đầu xuống. Ta hiểu rồi chứ. Ta biết cá chạch qua tử của chúng ta rất ngoan. Bất quá những lời này cường độ an ủi rõ ràng không phải rất đủ. Ngọn lửa nhỏ nóng hầm hập trong lòng thiếu niên nhỏ bé bị gió lạnh thấu xương thổi qua co rúng đáng thương, một hồi nhìn cháy lớn lại nhỏ đi, một hồi nhìn muốn tắt lại giấy lên. Chiến Nam Vương, một người thật lợi hại. Tám tuổi đã có thể ra trận giết địch, mười tuổi đã chém dũng tướng địch quân dưới ngựa, mười bốn tuổi đã thành chủ tướng quân Bắc Sương quốc trú Nam. Lợi hại như vậy người, hắn bảy tuổi là có thể gặp được, vậy có phải hay không chứng minh hắn bảy tuổi là có thể ra trận giết địch, có thể mặc áo da sắc ngồi ở Đại Mã uy Phong? Gia hắn bảo hắn cầm phần mộ tổ tiên làm rạng rỡ tổ tông bốc khói xanh đem đi cùng chiến Nam Vương đưa bưu kiện cấp bách, này chỉ có đám chim nhỏ trên núi mới biết được hắn có thật vui vẻ nha cho nên hắn thầm nghĩ nhanh một chút, nhanh hơn một chút, ông Thiên Cáp mang đến bưu kiện cấp bách chạy nhanh hơn một chút, hắn có thể nhanh một chút ra chiến trường, đi gặp cha ruột của hắn vĩnh viễn cũng không nói nhớ tiểu nhi mình. Hắn buồn đến chỗ sâu, nhấc cánh chim bồ câu lên lau nước mắt, lau được một nửa mới ngượng ngùng trả lại đôi cánh nhỏ hèn mọn mà người ta đã đạp mấy ngày nay. Hắn trấn an sờ sờ cái đầu chim bồ câu nhỏ trong lòng mạc danh kỳ diệu bị tiểu chủ tử làm khăn tay. Hắn ấy nấy nói xin lỗi, thiên cáp thập thất muội, lúc đại ca muội tình cảm nồng đậm, không chú ý tới muội là con chim còn chưa nhổ lông. Thiên cáp thập thất muội rung lẩy bẩy. Hắn cúi đầu tự nói tự an ủi mình, dù sao lão già nửa tôm kia lại không nghe thấy. Mới không phải. Không phải đi gặp phần mộ tổ tiên của gia ta chưa chôn xong, ta là muốn trở thành người lợi hại như chiến Nam Vương. Như vậy gia ta có thể mỗi ngày dùng đuốc dẫn đường cho chiến Nam Vương, lão già nửa tôm cũng sẽ không bị đám quái gia quái bà kia buồn bực khi dễ, gia ta kỳ thật gạt ta, ta không có phụ thân, ta là cá biển tặng cho gia ta, mới không phải con trai bất thành khí của gia ta, ta là con trai nuôi lớn của ông ta, là con trai của cá biển. Ô ô ô! Không được, ta không thể làm con của biển, ta là việc cạn. Ô ô ô, cũng không thể làm con cá biển. Gia ta nói ta là búp bê nhân sâm đáng giá nhất, không phải trứng cá. Ô ô ô, ta không phải búp bê nhân sâm, búp bê nhân sâm không buộc dây đỏ phải chạy, da ta không buộc dây đỏ cho ta. Ô ô ô, ta không thể rời khỏi da ta, ta là tiểu nhi da ta nuôi lớn. Lão già nửa tôm chậm rãi nói ra lời nói xuyên qua gió lạnh làm cho hai mắt cá chạch đẫm lệ. Cá chạch con, giả vật con kêu to làm gì vậy? Trong bụng nhỏ ăn ít, bụng đói sao? Con ngoan nhất bưu kiện cấp bách đưa ông nội nửa tôm con về nhà lấy kẹo ăn với con cá chạch vừa hít nước mũi vừa trả lời tôi không đói bụng nhưng tôi còn có thể ăn đường thức ăn đêm của tôi đã làm sạch ba quả trứng gà ba cái túi lớn cộng thêm một chậu mì lớn còn lấy rượu nếp than mà anh lén giấu ở dưới giường uống ông tôi nói tôi đang hút thân thể ăn nhiều một chút cũng không sao nhưng không nên gấp đi trong bát ông ấy còn gì nữa không da cậu miệng lưỡi đáng ghét hắn còn nói như vậy sao? Anh ấy còn bảo tôi không nên ghé vào dưới giường cô lén uống rượu nếp than, quần áo làm bẩn anh ấy hiếm khi trong tôi giặt, nói lần sau tôi muốn uống thì bảo tôi nói với cô, cô nhất định sẽ cho tôi uống, anh ấy bảo tôi lấy vào rượu trong nhà đi đựng vào rượu cô chôn dưới gốc cây lớn nhất nhà cô, anh ấy nói trẻ con như tôi không thể uống, thứ này chỉ có người lớn như anh ấy mới có thể uống, đối với tôi không tốt, nhưng tôi cảm thấy ông tôi đang dỗ tôi bởi vì lúc anh ấy nói những lời này không? Giống một con chim tốt. Rượu kia, tiểu nhi uống đúng là không tốt, còn có ngươi không thể nói ra ngươi như vậy, tiểu nhi từ nhỏ phải hảo hảo học nói, trưởng thành mới có tiền đồ. Ông già nửa tôm dừng bước rồi nhanh chóng bước ra ngoài, bưu kiện khẩn cấp. Cấp cứu. Gia ngươi làm sao biết ta kia rượu giấu ở dưới tàn cây an. Cá chạch giờ phút này còn không biết mình đem cái quần cọc của mình nói ra cũng không còn ta biết sai có thể sửa phải nói là gia ta lúc nói những lời kia không giống người tốt. có một ngày ta ăn đêm ít nửa đêm bị đói tỉnh dự định đứng lên ăn điều đỏ chợt nghe gia ta nói mộng ta nghe hắn nói trước kia ngươi giấu trăm cài tóc của hoa bà bà chính là giấu ở nơi đó hắn còn đào ra cho tướng công hoa bà bà nói giữa bọn họ trời đã định có duyên phận những lời này ta nhớ rất rõ ràng lúc ông ta nói cao hứng còn nói nhiều lần ta cảm thấy trời đã định có duyên phận hai câu này nghe rất có học vấn vì thế liền nhớ kỹ tay cầm đèn của lão già nửa tôm run rẩy cấp cứu cấp cứu bên ngoài chiến nam vương phủ thủ vệ ngưu nhị đã trực đêm từ xa đã nhìn thấy một chút ánh lửa xa xa hắn chóng khuỷu tay đẩy ngưu tam đang ngáy bên cạnh đệ ngọn lửa phía trước là đèn trường minh phải không ngưu tam lau nước miếng khóe miệng lưu lại miễn cưỡng mở mắt đúng vậy bạn không còn có cái kia sẽ ở giờ này hắn há miệng ngáp một cái gần đây là đi mấy cái ta cảm thấy phỏng chừng lại là nửa con tôm kia tiếp nhận công việc này ngưu nhị cũng ngáp một cái ta nghe nói nửa con tôm này là tốt nhất ở chỗ chúng ta ngươi nói xem bệnh này của cha không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu nếu đi tới trước nửa con tôm ta cảm thấy vẫn là để cho cha đến thiện linh cho cha ngưu tam xoa xoa mặt ánh mắt tròn trịa thoạt nhìn có chút ngốc ngày mai chúng ta gom góp chút tiền mua một miếng thịt mặn lớn một chút cho cha ăn, ca ngươi còn hiểu hay không thời điểm chúng ta còn là tiểu nhi, cha mỗi lần từ trên trấn trở về đều sẽ cùng tứ tử muội chúng ta mang đồ ăn ngon, mỗi cái lấy được đều là nhiều như nhau, cha còn gạt chúng ta nói hắn ở trên trấn ăn qua. Ngưu nhị vỗ vỗ đầu đệ đệ lớn hơn người thường một vòng. Mẹ ta từ sau khi sinh hạ tứ muội đi rồi, trên mặt cha ta liền không có khuôn mặt tươi cười, nếu không là tứ muội từ nhỏ đã hiểu chuyện ai lại cho thêm chút đường đi, cho cha ngọt ngào, đời này hắn quá khổ. Ngưu Tam ngốc nghếch nhếch ra cái khuôn mặt tươi cười. Cho muội cũng nếm một chút, tiểu nữ cùng chúng ta không giống nhau, ăn nhiều một chút đường ngọt ngào miệng nhi. Về sau có tiền lại nhiều mua chút đồ cưới, cho nàng tìm cái tốt gia đình. Hai huynh đệ này việc nhà cũng còn chưa nói xong, xa xa vừa đốt lửa liền đốt tới ước chừng mười thường, một thường ở giữa ba cùng bốn mét. Ngưu nhị đè nén thanh âm hướng chỗ ngọn lửa hỏi. Là nửa con tôm phải không? Là ta là ta. Trêu chọc là ta. Sao cậu lại đọc đến đây? Nửa con tôm bước nhanh hơn, tức giận không đều giải thích nói. Đưa bưu kiện cấp. Thiên cấp mang đến bưu kiện cấp. Cá chạch qua sốt ruột bổ sung. Gia ta nói là bưu kiện khẩn cấp trên tử sơn. Chờ không được. Chờ không được. Nghe xong lời này, ngư Nhị cầm lấy một cây đuốc trực tiếp đi về phía bọn họ, Ngưu Tam thì từ trong ngực lấy ra chiếc khấu lửa đốt nến đất trên vách tường rồi cũng đi tới. Hai chỗ ánh lửa càng lúc càng gần, nửa con tôm nhỏ nhìn thấy người đứng phía trước, vội vàng dời khoảng cách cao bằng một người sang bên cạnh, hai tay hắn nâng đáy đèn trường minh, nhắm mắt thành kính niệm sướng. Người vãng sinh ngươi thả đi, trên đường vãng sinh không được cố hương, ta tặng ngươi một ngọn đèn trường minh, cùng ngươi một đoạn đường đi vãng sinh, đi về phía bắc, đi về phía bắc, nơi vãng sinh ở cuối phía bắc, chớ quay đầu nhớ nhà, vãng sinh đi, vãng sinh đi, kiếp sau không thiếu đèn cùng sáng, không thiếu đèn cùng sáng. Quái đảng chính là âm cuối của bán hà tử vừa tiêu tan, chỉ thấy một trận gió ấm áp cuồn cuộn nổi lên bụi đất trên mặt đất, dần dần dưới ánh đèn trường minh chiếu rọi hình thành một hình người hư ảo, mà cùng với bụi đất biến ảo chính là đôi mắt nâu nâu của bán hà tử, dưới ánh đèn trường minh chiếu rọi càng lúc càng biến thành màu xanh xám cổ xưa bán hà tử mở to hai tròng mắt màu xanh xám từ bi nhìn chăm chú ảo ảnh còng xuống trước mắt thanh âm già nua trong một mảnh im lặng tảng đảng thành hạt màu xanh xám có thể thấy được những hạt này xuyên qua ảo ảnh phía trước hắn trực tiếp hướng về phía bắc trải ra một con đường dần dần hư vô kiếp sau hề vãn sinh hề an hề an hề đi về phía trước đừng quay đầu lại cuối phía bắc có thần linh hạt màu xanh xám càng trải càng xa Hình người hư ảo phía trước dưới chú thích của nửa con tôm dần dần khôi phục thành màu nâu nâu, phiêu tán hướng đường vãng sinh màu xanh xám. Nửa con tôm khi hạt màu xanh xám cuối cùng sắp tiêu tán, đột nhiên nhắm hai mắt lại, theo đó đèn trường minh chợt tắt. Chờ nửa con tôm mở mắt ra lần nữa, ngưu nhị và ngưu tam lúc này mới buông bàn tay vẫn đang khép trước ngực xuống, ngưu nhị nhìn thượng bắt màu xanh xám tiêu hết buồn bã nói. Đây cũng là một người không có nhà, cũng chính là nửa con tôm của ngươi tâm tốt mới làm việc không có tiền kiếm bản hà tử khoát tay với hắn cười nói thiện linh thiện linh chữ thiện này cùng đồng tiền gom không được một đống bất quá a à, thế đạo này người không có nhà nhiều có lẽ ta gom góp cho bọn họ cũng không chừng có thể gom góp thành nhiều nhà ngương nhị hướng hắn gật đầu không nói nhiều ngược lại yên lặng kính ý càng nặng thiên cáp thập thất muội ở trong ngực cá chạch bất an run run, run cánh nhỏ cá chạch qua lúc này mới từ lần đầu tiên nhìn thiện linh, trong tò mò cùng mới mẻ phục hồi tinh thần lại. Bán hà lão đầu nhi, khẩn cấp gấp. Ngưu nhị đem đuốc dời về phía cá chạch qua, nhìn thấy là một tấm đỏ rực nhìn khiến cho người ta cảm thấy vui mừng, kính phòng cùng ô hỏi. Thư khẩn là tiểu nhi này tới đưa. Nửa con tôm đặt tay trái lên bả vai bên ngoài con cá chạch, bảo vệ nó. Thằng nhóc da thật này tên là Lê Bảo Nhi, chúng ta đều gọi nó là con cá chạch. Ông nó nuôi bồ câu, chân bị thương không tới được, liền gọi nó tới lộc cộc, nửa đường gặp ta, ta liền thuận đường dẫn nó tới đây. Ngương nhị gật đầu, hỏi. Thư khẩn ở đâu, phải xác nhận mới có thể truyền báo. Nửa con tôm vội gật đầu nói. Hiểu hiểu. Cá chạch cho người ta xem một chút. Cá chạch nghe xong lời này lại càng ôm chặt chim bồ câu trong lòng nửa con tôm xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn người ta không nhìn một chút làm sao có thể biết chúng ta đưa rốt cuộc có phải là bưu kiện gấp hay không khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đô đô của cá chạch nghiêm túc câu lại ông ta nói đây là việc gấp thiên cáp thập thất muội bay 4 năm ngày mới mang về đắc ý cái này cái này bản hà tử khó xử nhìn về phía ngưu nhị hoa tử bướng bỉnh này vẫn nói với ta đây là bưu kiện cấp bách dọc theo đường đi đều ông thiên cáp vào trong ngực Ngươi xem thiên cáp mập mạp này, làm cho đứa bé này đầu đầy mồ hôi đắc ý, nói xong liền dùng ống tay áo lau mồ hôi cho thiên cáp qua vẻ mặt cuộc cường. Ngưu nhị cũng không phải là người không hiểu biến báo, hắn dẫn hai người đi về phía trước. Vậy các ngươi chờ ở cửa một lát, để ta đi thông báo trước một tiếng. Hai người ở ngoài cửa đợi không bao lâu, chỉ thấy ngưu nhị cùng một phó tướng thân hình cao lớn cục tay đi ra, ngưu nhị chỉ vào cá chạch và nửa con tôm nói. Bách Lý phó tướng bọn họ chính là tới đưa văn kiện cấp bách. Bách Lý tống đau trời sinh dung mạo tốt, cho dù giờ phút này khoác một tấm áo khoác lớn vá lỗi cũng không lộ vẻ chật vật, ngược lại là nhiều hơn chút không kiềm chế được. Một khuôn mặt tuy nói bị gió khổ của Nam Tắc thổi thô ráp, nhưng dù sao cũng từng là đệ nhất tuấn của Nam Tắc, từ đó khuôn mặt này của hắn thô lỗ như thế nào cũng là tuấn. Hắn xù mặt cúi đầu nhìn về phía tiểu nhi tròn trắng vẻ mặt phòng bị lại xù lông, rất có uy nghiêm nói, chính là tiểu nhi ngươi công khai vi phạm lệnh nửa con tôm nghe vậy sợ tới mức lập tức muốn mở miệng giải thích mắt của bách lý tống đao liền lập tức đưa đến trước mặt hắn ngương nhị cũng là hiểu rõ hướng nửa con tôm đang cảm thấy thấp thỏm gật gật đầu ý bảo không cần lo lắng nửa con tôm lúc này mới hơi yên lòng một chút cá chạch cũng là một đứa trẻ không sợ trời không sợ đất dù sao hắn cũng từng gặp qua tiểu nhi chiến nam vương tuy nói khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ không biết đi Bất quá gia hắn không phải nói lá gan của hắn là từ trong bụng mẹ mang ra lớn mật, hắn đoán chừng mình khi đó bị chiến nam vương ném đi chơi tuyệt đối không khóc. Gia ta nói thiên cấp thập thất mũi mang về là việc gấp, là chuyện lớn, không thể tùy tiện cho người khác xem. Bách Lý Tống Đao ngồi sổng trước mặt hắn, cố ý đem áo khoác trên vai phải sụp xuống cho hắn xem cánh tay tàn của mình. Bất quá hắn đúng là làm điều thừa, cá chạch lại đưa tay kéo áo khoác hắn cố ý cởi xuống lên vai hắn vừa kéo vừa nói. Gia ta nói quần áo phải mặc thật tốt, ngươi phải làm thật tốt, gia ngươi không nói với ngươi sao? Bách Lý Tống đau buồn bực nở nụ cười, ngưu nhị cùng ngưu tam cũng cười theo. Y phục của ngươi không phải cũng không mặc xong, tóc cũng buộc siêu vẹo vẹo, tiểu nhi ngươi ngược lại là nhặt hết của ta không phải nói. Vẽ mặt nghiêm túc cá chạch qua vội vàng đem khép lại quần áo mở rộng, cho hắn xem trong ngực thiên cáp thập thất muội Nó bay bốn năm ngày, mệt vô cùng, nếu là cảm lạnh cần phải sinh bệnh lộc cọc. Bách Lý Tống Đao trêu ghẹo nói. Vậy ngươi buộc tóc này. Là vì sao? Là mới từ trong ổ chui ra đưa thư cho chúng ta. Cá chạch qua nghiêm túc gật đầu. Thập thất mùi sau khi ta ngủ nhiều canh giờ mới bay về. Bách Lý Tống Đao lấy túi sách từ chân nó xuống, tìm thư uyển đứng lên, mượn ánh nến trên vách tường lấy tính điều bên trong ra xem. Cá chạch đi theo phía sau hắn, thấy hắn ngừng lại liền túng quần hắn, trông mong nhìn hắn. Phong này việc gấp trăm dặm tống đao là cao mày xem xong, hắn phân phó một bên chờ đợi mệnh lệnh ngưu nhị. Lập tức triệu tập tất cả trực đêm binh lính, mặc chiến phục theo ta đi ba thành phố 11 phường, mặt khác nói cho bọn hắn biết có chiên gõ la, không có chiên gõ nồi, tóm lại động tỉnh muốn làm lớn, miễn cho có người ngủ quá chết, lỡ đại sự. Chuẩn bị ngựa. Đơn giản phân phó xong hắn muốn nhấc chân đi vào trong lại bị cá chạch kéo lỏng quần điều này khiến hắn không thể không dừng lại dùng tay trái kéo quần lên trên buông ra ngươi cũng biết đây là việc gấp ta lúc này không có thời gian cãi cọ với tiểu nhiên ngươi cá chạch mở to đôi mắt to ướt sũng trong veo vội buông lỏng tay ra bán hà tử nhân cơ hội kéo hắn qua một bên hạ giọng nói về khắc cá chạch đi bán hà da da lấy kẹo ăn với ngươi cá chạch ông lấy cánh tay hắn ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, làm đúng nói. Lão già nửa tôm, ta muốn gặp chiến Nam Vương. Cậu à, giống như kẹo dẻo vậy, đã quá muộn rồi, Hừng Đông còn nói, ông nội bán hà từng dỗ dành cậu sao? Cá chạch là một người hiểu chuyện cũng biết bây giờ không phải lúc co kè mặt cả, liền buồn bực chui đầu vào trong lòng nửa con tôm. Thấy cá chạch qua không kiên trì nữa, nửa con tôm xoa mái tóc mềm mại của hắn giải thích với Bách Lý Tống Đao. Tiểu nhi đều như vậy, cả đám đều thích chiến Nam Vương. Bách Lý Tống Đao nhìn về phía con cá chạch dính sền sệt. Đưa một kiện công lớn gấp, trời sáng đến. Nói xong liền xoay người hồi phủ, dù sao việc gấp cần có người xử lý. Bất quá hắn lại nói một câu không đầu không đuôi biến mất trong tiếng gió, tiểu tử này thật là to gan. Chương 2 Hai phương làm bộ hy bị hoạt động. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử mấy dịch khác. Chương 3 Ta cảm thấy sao tử tương đối không tầm thường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mấy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử mấy dịch khác. Chương 4 Sinh khó có thể bình an giả, chết vì tai nạn sao giả. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mấy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử mấy dịch khác. Chương 5 Mệnh chi chú tư bạn đang nghe tại truyện chấm audio thân ma ma mềm nhũng đầu gối uyên lâu sơn có một quy củ chính là không thể đề cập không thể nghị luận lại càng không thể luận quỷ công tử ngày đó định mệnh ngắn nếu phạm vào quy củ này chính là đem thiên đao vạn quả cũng là uyên lâu sơn nhân từ đây đều là nương tử một người miệng thúi nói bậy, nương tử thanh âm lớn như vậy bên ngoài nhất định là nghe rõ ràng minh bạch sẽ không làm lỡ nô tỳ nô tỳ là trăm triệu không dám bất kính quỷ công tử a à cam cửu chi nhìn chầm chầm nàng không buông ra. Cũng chỉ biết ngoài miệng thành kính bắt nạt kẻ yếu. Rèm kiệu lại một lần nữa bị người ta sốc từ ngoài vào trong lên, bởi vì kiệu hoa qua phố xá sầm uất mới dừng lại, xung quanh chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua vài người đi đường thưa thớt, tài lực của chư hầu lại vô cùng tốt. Cho dù cưỡi ngựa đi tới đầu đội ngũ cũng có thể đem lời cam cửu chi nói một chữ không lộ ra nghe hết. Thân ma ma đầu gối dời tới đối diện chư hầu, nước mắt nước mũi hồ một mặt chư phó đại nhân, kia đại bất kính lời nói cũng không có một chữ là nô tỳ nói a, à. nô tỳ nhất quán kính trọng quỷ công tử, càng kính trọng chúng ta uyên lâu sơn quy cũ, bực này phản thiên nghịch mệnh lời nói, nô tỳ là trăm triệu lần không dám cũng sẽ không nói a. À. Ánh mắt chư hầu từ nàng dời về phía cam cửu chi, miệng ra chính là định tội. Ngươi dám bất kính với quỷ công tử. Văn, lầm lẫn, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối vậy sao? Chiêu phó dùng trường kiếm khơi màu cầm của nàng, cũng không nghĩ nàng trực tiếp cầm lấy lưỡi kiếm đã bịt kín vỏ, sau khi xoay vào trong, lại dùng nội lực đem chui kiếm nặng nề chấn ở trên ngực của hắn, làm gãy hai cái xương sườn của hắn. Bắt nạt cô ấy. Phải chuẩn bị thật tốt để bị nàng khi dễ trở về, chỉ bàn chuyện đánh nhau này, nàng còn chưa từng sợ ai. Phốc. Một ngụm trọc huyết bị chiêu phó phun ra, cam cửu chi đồng dạng không dễ chịu linh khí của nàng bị đá nhắm mắt trên người lão bà kia áp chế hiện tại lại cách nàng gần như vậy quả nhiên là một chút cũng không dùng được huống hồ nội lực của nàng cùng những người luyện lực chuyên môn khác bất đồng nội lực của nàng là từ trong cô tuyệt pháp khí cứu vô trượng của không nhai tiên nhân mạnh mẽ hấp thu vào trong cơ thể cổ nội lực này tất nhiên là có khí độc bá ngạo nghệ thân là cô tuyệt pháp khí dưới sự phối hợp sử dụng không có linh khí tự tiện sử dụng chỉ biết thương tổn người kia càng thương tổn mình. Đau đớn liên tiếp như sóng biển từ lòng bàn tay xoắn đến tứ chi, thân thể nàng rung lên lại trực tiếp ngã ngồi ở trên giường mềm, trong miệng phun ra máu tươi nhụm loang lộ áo cưới màu đen huyền bí. Hai mắt thuần thiện quanh năm của nàng trở nên sắc bén, khí tức quanh thân so với ngày thường chưa bị áp chế càng bá đạo cuồng ngạo, nội lực vốn không thuộc về nàng giờ phút này đang cấp tốc từ trong cốt huyết da thịt của nàng trốn ra, dần dần tản ra trên không trung hình thành thực thể cô tuyệt pháp khí truy vô trượng thân ma ma cùng liên hương cụ là thân thể phàm thai vả lại không có bất kỳ lực hộ thể biến hóa kỳ lạ bá đạo nào trực tiếp đã bị cô tuyệt lực truy cứu sống sau mạnh hơn sống trước đánh tới ngoài kiệu cũng may kiệu trưởng của người trong lòng tình hệ thời thời khắc khắc đều chú ý tình huống bên trong cho nên khi liên hương bị chấn ra khỏi kiệu tay lẹ mắt vượt không ngăn cản ông lấy nàng có thể cẩu thả bảo vệ nàng chu toàn thân ma ma trước sau như một ương ngạnh nói như rồng leo làm như rồng leo làm như rồng leo không kịp phản ứng thì trực tiếp bị chấn động đến sư tử đá dựng đứng ngoài cửa hầu phủ thất khiếu xuất huyết một mạng nhà ma, thịt nát loạn tung cô tuyệt pháp khí cứu vô trượng rốt cuộc vẫn là nhớ một ít tình cũ hoặc là thật sự là cực kỳ sợ cam cửu chi nuốt sống tay xé bộ dạng lỗ mãng của nó cho nên khi nó sắp ngất đi nó dùng đầu cô tuyệt của mình cũng chính là cán trượng đem chư phó trọng thương sau đó mới dám chào hỏi cũng không đánh, không trên một tiếng hướng về gốc tuyệt nhai phương hướng bay đi tìm chủ nhân chân chính không nhai tiên nhân. Cam cửu chi cảm thấy mí mắt mình nặng nề như sắp ngủ, rõ ràng tứ chi đều nối liền với thân thể, lại giống như bị người chém tới ném lui chung quanh, nàng lắc đầu, dùng toàn lực chống cánh tay nhưng vẫn không ngừng run rẩy. phụ thân từng nói, người cầm đao sẽ giống như đao trong tay mình, phải có xương đao vĩnh viễn không công công, mà xương sống của nàng là kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời này của phụ thân nàng, do hắn mà sinh, bị hắn rèn đúc. Nàng ở trong từng trận buồn ngủ lặp đi lặp lại tự nói với mình, ta sinh ra vĩnh viễn không công công, nhất định hôm nào phá mạng. Chết thảm, trên mặt đất chiêu phó giống như là một đoàn thức ăn tanh nồng, mà tụ tập ở bên cạnh hắn uyên lâu sơn nhân thì giống như là bộ mặt quái đảng con kiến, rậm rạp tê dại vì trên mặt đất cái kia đoàn không chịu đánh, tử vật qua lại truyền khí chữa lành khuôn mặt cam cửu chi bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trên môi tràn đầy vết cắn cực kỳ đau đớn, nàng xuyên thấu qua rèm kiệu vỡ nát tung bay, dưới ánh sao lấp lánh cùng mấy chỗ khói lửa nhân gian rải rác, nhìn bên ngoài bình tung hầu phủ giăng đèn kết hoa, hỷ bố hồng diễm phiêu đảng, còn có đèn lồng đỏ thẳm treo trên cao. Vui mừng nhiệt liệt như vậy. Không giống hôn sự nàng không thể lên bàn, giống như khấu đang trên móng tay nàng nhùm, đó là huyết dẫn người màu đen huyền động lại vừa ghê tởm chờ sau khi cam cửu chi khôi phục ý thức, đã qua ba ngày hai đêm, nàng tỉnh lại theo ý thức nhìn ra ngoài cửa sổ kiệu. Cửa sổ kiệu khôi phục như lúc ban đầu, không có khe hở nào có thể khiến nàng nhìn thấy sơ hở. Liên Hương thấy nàng đã tỉnh, liền đem đồ ăn giữ ấm đặt lên bàn nhỏ. Nương tử, trước tiên ăn chút cháo xanh đi. Cam cửu chi suốt ba ngày hai đêm đều không ăn ngon nên hoảng hốt nương tay, môi của nàng không còn hồng hào như trước nữa, giọng nói vẫn còn rõ ràng. Ta hôn mê bao lâu rồi? Liên Hương đem cháo múc vào chén bạch ngọc thực dược trước mặt nàng, lại gấp cho nàng chút dưa muối ngon miệng vào trong đĩa ngọc, trong quá trình này nàng cũng không nhiều lời nữa câu giống như ngày xưa. Cam cửu chi đối với hành vi câm điếc trước sau như một của nàng đã nhắm mắt làm ngơ, càng không phân biệt được tâm tư đi quan tâm những thứ này, nàng mù mờ mắt to, ánh mắt buông xuống cháo trước mặt. Cháo ăn là dùng rau xanh tươi ngon nhất cùng tôm bóc vỏ trộn vào trong cháo tinh gạo nấu mà thành, nuốt vào trong đường ăn, dạ dày bất an vang động cuối cùng cũng được trấn an ôn nhuận. Lúc nàng ăn ướt chừng nửa bát, ngoài cửa sổ kiệu đột nhiên truyền đến thanh âm của chư phó. Ba ngày hai đêm. Cam cửu chi tự nhai tôm tươi ngon, một bộ một lòng chỉ ăn cháo trong bát, hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ nói ngốc nghếch đáng yêu. Thân ma mà, mà chết rồi động tác nhai nuốt của cam cửu chi ngừng lại, chiêu phó ngoài cửa sổ kiệu làm như nhận ra sự khác thường của nàng, không hiểu sao nhếch môi cười, có chút thư thái cưỡi ngựa màu đen trực tiếp đi về phía trước. Chờ chư hầu đi xa, liên hương lại thái độ khác thường tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói. Kiệu phu trưởng nói, đồ vật cổ quái kia lúc bay đi thuận theo một tảng đá màu đỏ, chỉ có hắn nhìn thấy. Đôi mắt cam cửu chi trong nháy mắt sáng ngời không tự chủ được đem một muỗng cháo lớn cùng dưa muối đưa vào trong miệng nhếch nhác, nàng chậm rãi đập hai ngụm, lúc này mới đập ra vị, nguyên lai nha hoàng cầm điếc trước mặt cũng không phải trung thành như vậy. Trách không được nàng sau khi thức tỉnh, đột nhiên cảm giác toàn thân mình chỗ nào cũng thoải mái cực kỳ, ngay cả vết thương lúc trước bị cô tuyệt pháp khí truy vô trượng ngộ thương cũng sắp khỏi hẳn, nguyên lai là chuyện như vậy, bất quá, chờ nàng lần sau gặp lại cứu vô trượng quỷ kế đa đoàn kia cũng phải đánh nó một hồi. Dù sao mình lúc trước vì đánh phục nó đã chịu không ít đau khổ, cũng không phải tiểu thi ân huệ hỗn pháp khí này là có thể lăn lộn qua. Nàng tính toán thời gian, ước chừng còn có 7-8 ngày đoàn người bọn họ có thể tới Uyên Lâu Sơn, tức thì chỉ cần vừa vào động phòng nàng là có thể. Bất quá nếu lúc trước thân ma ma có thể dùng nhắm mắt thạch để áp chế linh lực của nàng, như vậy nàng nghĩ, Uyên Lâu trong núi nói không chừng còn có thể có những nhắm mắt thạch khác, nhắm mắt thạch là tầm hàng linh tộc bảy tất nếu là tùy ý uyên lâu sơn dùng để khoe khoang uy phong sợ là cuộc sống sau này của tộc nhân sẽ không quá dễ chịu chân mày của nàng nhíu lại trên đời nhắm mắt thạch tổng cộng thượng trung hạ quyết ba khối cứu vô trường thuận đi một khối trong đó vậy thì còn lại hai khối chỉ cần hai khối đá nhắm mắt còn lại có thể vĩnh viễn biến mất như vậy sau này tầm hàng linh tộc bọn họ cũng sẽ không bị uyên lâu sơn kiềm chế nữa mà nàng cũng có thể mặc kệ chính mình trong ngày hôn lễ đem uyên lâu sơn náo loạn nghiêng trời lệch đất cũng không ủng công nàng một đường chịu khổ nhưng làm thế nào mới có thể tìm được hai khối đá nhắm mắt còn lại hơn nữa có thể hủy diệt hoặc là giấu đi dưới áp lực của nó tóm lại vô luận như thế nào đều được chỉ cần hai thứ đáng ghét này có thể biến mất là tốt rồi cam cửu chi gãi đầu vấn đề này thật khó a à. liên hương thấy đầu tiên là duỗi chân vung tay một hồi lại vui đến quên cả trời đất một hồi lại ngưng mi suy nghĩ sâu xa khi buồn cười nàng cái gì tâm tình đều hiển lộ ở trên mặt lại nghi hoặc vì sao lại như thế cam cửu chi chạm vào ánh mắt không kém bình thường mấy của nàng cũng có tật giật mình sợ phát hiện ra sự khác thường của mình lại nhìn thấu mưu đồ của mình liền hành vi khác thường đem cháo còn lại trong chén uống hết hai ngụm còn không đợi được từ trong ngay ra như phỏng hòa hoãn lại trước tiên bưng nước súc miệng lên rồi súc miệng qua loa rửa mặt thuận tay kéo khăn vang một cái liền đem chính mình ngăn cản nghiêm ngặt. Liên hương một hồi lâu mới hiểu được nguyên do nàng biến hóa như vậy. Lúc trước khi thân ma ma còn ở đây, cam nương tử giả bộ ngoan ngoãn này, tốt xấu gì cũng có chút nữ tử chẳng ra gì, thân ma ma này vừa đi, sao lại thoáng cái như vậy? Lộ ra nguyên hình. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, cam cửu chi đắp khăn vàng cuối cùng cũng có cảm giác an toàn, nàng vuốt cái bụng nhỏ tròn vo thoải mái của mình ngồi phịch ở trên giường mềm, mở to mắt chó con sáng lấp lánh hồi tưởng lại lúc phụ thân còn sống thường nói với nàng những lời khó hiểu kia lúc ấy nàng còn ngại phiền cho nên trong một đoạn thời gian thật dài nàng đều cho rằng đây là phụ thân quanh có lòng vòng ám chỉ nàng ngu dốt nhưng phụ thân trước khi chết lại nắm chặt tay nàng nước mắt tuôn đây từng chữ đâm tim nói với nàng cửu chi a à, phụ thân không thể che chở ngươi nữa ngươi ngày thường luôn ngại phụ thân lại nhảy nhưng phụ thân nói với ngươi ngươi sau này nếu gặp phải chuyện gì rồi lại không có cách nào giải quyết liền nghĩ một chút lời phụ thân nói với ngươi sẽ có cách lúc ấy cô trả lời như thế nào à à nguyên lai like cái gì cũng không trả lời chỉ lo tựa vào trong lòng phụ thân tê tâm liệt phế khóc đi nhưng từng chữ phụ thân đều nói ra từ phế phủ nếu chạm vào tâm khảm của nàng nàng nhớ một cái chính là sáu năm nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình hít hít mũi đem ý chua xót đè xuống lúc không có biện pháp thì nghĩ đến lời của phụ thân a à, như vậy thì có biện pháp quỷ khuất sao cam cửu chi bất bình nhưng mười mấy năm quỷ khuất nàng đều chịu đựng cho nên chút quỷ khuất này có tính là gì đâu tộc trưởng là xấu hắn để cho nàng thay cháu gái của hắn gã đến uyên lâu sơn đi đây là không nên nàng chịu khổ nhưng tộc nhân không phải xấu bên trong có vài người còn có thể thường xuyên khen nàng đáng yêu cho nàng ăn đồ ngọt miệng no bụng cho nên coi như là vì tộc nhân vô tội, nàng Cam Cửu Chi cũng phải đem nỗi khổ gã thay vô cớ này chịu đựng. Nàng lén đưa tay vào trong khăn voan, lại lặng lẽ lau sạch nước mắt trên mặt, không thể nghĩ tới chuyện này nữa, càng nghĩ càng quỷ khuất, càng nghĩ càng nhịn không được muốn đi giáo huấn tộc trưởng Trâu Đỏ. Nàng nhếch môi dưới thổi mái tóc trên trán mình, bắt đầu đem lời nói của phụ thân từng câu từng câu lấy ra suy nghĩ tỉ mỉ. Vật độc khắc cũng có thiên địch, nếu thiên địch khó tìm liền tiến hóa thành một vật khác. Nhắm mắt thạch khắc linh khí tầm linh khách, nàng không biết cái gì mới có thể khắc được nhắm mắt thạch, nhưng nàng có thể nghĩ biện pháp đem linh khí hóa thành một vật khác, do đó không bị nhắm mắt thạch khắc. Phụ thân quả thật là người thông minh nhất trên đời này. Nhưng như thế nào mới có thể đem linh khí hóa thành một vật khác đây? Nàng khẽ nâng đầu ngón tay, nhà hoàng câm liền lập tức tựa vào mép kiệu mê mang, vung tay lên một lần nữa, thân kiệu liền có thêm một tầng bình phong bí ẩn có thể ngăn cách ngoại vật cũng có thể giấu đi bên trong cam cửu chi tùy ý ném khăn vang xuống đất rồi ngồi xếp bằng nín thở ngưng thần đem đại bộ phận linh khí tích tụ ở giữa trán chậm rãi tụ vào trong kim hổ huyền thiết bàn mà vô cực uyên kim hổ uyên vương đang nghỉ ngơi trong bàn thì lập tức đứng dậy tuân theo mệnh lệnh nàng dùng linh thức truyền đạt đại khai thú linh nhãn đem linh khí của nàng dần dần chuyển hóa thành linh khí thú của bản thân Cam cửu chi sau khi hoàn thành hết thảy chậm rãi buông lỏng tinh thần lực của mình, nàng lau mồ hôi trên trán thở phào nhẹ nhõm, tay vừa nhấc lên, lại đem toàn bộ linh khí thi triển trên nha hoàng câm điếc cùng kiệu hoa thu lại, đồng thời cũng thuận tay đem huyền hắc khí áp chế ở trên cửa sổ kiệu phát tán. Thật sự là, nghẹn đến phát hoảng. Hương sen chớp đôi mắt còn có chút buồn ngủ, ngay người nhìn về phía rèm kiệu bị gió thổi lên, ánh mặt trời tươi sáng trong núi một con chim tước xám xịt từ đầu cành này nhào bay đến đầu cành kia, gió nhẹ phơ phất, cỏ cây sinh sôi, nàng ngửi hương hoa ngẫu nhiên hiện lên nghĩ là chờ sau khi chuyến công việc này làm xong, nàng nên thành hôn. Bảy ngày sau, Nguyên Lâu Sơn Quỷ Thị Môn Chiêu phó xoay người xuống ngựa, nô bộc nhã nhặn chờ đã lâu thay hắn cởi áo tơi sớm nên cởi xuống, giọng nói ôn nhu. Mưa một ngày trước đã ngừng, đường này chiêu phó tiên sinh đi gấp, chiêu phó tránh ánh mắt của hắn, xua tay ý bảo đám kiệu phu phía sau dừng kiệu hoa tại chỗ. Trên đường gặp chuyện không thể trì hoãn. Liên Xuân lui về phía sau một bước đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, hắn cười bí ẩn. Nhưng tư thế của thần phó quan tiên sinh, ngược lại hóa nguy thành an. Chiêu phó đem tầm mắt ngưng ở trên khuôn mặt như trăng nhu của hắn, giấu ở dưới mặt nạ thanh quỷ mặt cùng tâm hát ngược lại. Ngươi nên mở quỷ thị môn. Liên Xuân tay trái nắm chặt thành quyền đặt lên môi dưới, kiềm chế ý cười dí dỏm nói. Tuân lệnh. Chiêu phó không được tự nhiên tránh đi ánh mắt liễm diễm của hắn. Liên Xuân từ trong tay áo lấy ra hoáng ưng tiêu, gió thổi như liễu nhỏ đi về phía điêu khắc huyền quỷ thiên ưng treo ở phía trước chiêu phó, hắn đem hoáng ưng tiêu mở ra trong lòng bàn tay, mặc cho bốc lên ở không trung biến ảo thành huyền quỷ thiên ưng. Hắn nhắm mắt hai tay ông ở ngực vườn năm Nga bài hát quỷ thị, một bên cùng hoáng ưng tiêu biến ảo thành huyền quỷ thiên ưng hòa làm một thể mà cam cửu chi đã sớm không kiên nhẫn chờ đợi trong kiệu lại nhất khăn vang lên không để ý liên hương và kiệu phu trưởng ngăn cản cố ý xuống kiệu nàng bước nhanh về phía chư hầu giọng nói vang dội ngươi thật sự là quái rõ ràng lúc trước nói chuyện với ta còn hư đến không chịu được bây giờ lại muốn ở trước mặt người trong nhà cậy mạnh đó là đọa thú linh nàng sợ tới mức thiếu chút nữa liền đem kim văn huyền thiết bạn lấy ra, may mắn kịp thời nghĩ tới nơi này là Nguyên Lâu Sơn, mới có thể nhìn được bản năng hàng linh của mình. Chiêu phó sau khi cảm thấy sát ý của nàng, lại trực tiếp nghiêng người rút kiếm ra chắn trước mặt huyền quỷ thiên ưng, lạnh lùng nói. Cam nương tử nơi này là Nguyên Lâu Sơn. Người là thê tử của Ngô Sơn quỷ công tử, thần bộc đối với người vô cùng kính trọng, nhưng nếu người dám can đảm vọng động huyền quỷ thiên ưng trên núi ta, thì đừng trách thanh trừ sự kiếm trong tay thần bộc này phạm thượng. Cam cửu chi tuy rằng không thích người trước mắt này, nhưng tốt xấu gì dọc theo đường đi đón dâu hắn đối với mình coi như là chiếu cố có thừa, chỉ là. Nếu huyền quỷ thiên ưng trước mắt này chỉ là một thú linh bình thường có chút cường đại còn dễ nói, nàng có thể chỉ cho là mình chưa từng gặp qua, dù sao nàng không phải là hàng linh khách chỉ lo giết đồ, thả một con đường sống cũng chưa từng không thể, nhưng nó là đọa thú linh là đọa thú linh đem thân thể hiến tế cho vĩnh đoạ chi thần, nếu nó không bị quy hạn một khi linh thức tràn đầy, vĩnh đoạ chi thần sẽ mượn thân thể mà lần nữa thành thần, đến lúc đó sẽ là một hồi hạo kiếp của thiên địa, mặc dù hàng linh bọn họ cũng có thể nhưng tru thần cũng không phải là chuyện người có thể làm được. Cam cửu chi tiến lên một bước, chất vấn. Ngươi có biết nó là đọa thú linh không? Chiêu phó đao phong hướng về phía trước, mắt lạnh lùng thanh âm. Thần bộc chỉ biết nó quy về núi ta cam cửu chi chưa nói hết lời kim hổ uyên vương vô cực uyên vốn đang nghỉ ngơi trong kim hổ bàn vừa ngáp một cái vừa ngoáy lỗ tai lười biến dụng linh thức nói với nàng cửu cửu người thổi còi mới là đọa thú linh huyền quỷ thiên ưng chỉ là vật chứa mà thôi nếu bản vương đọa linh không người không thú này muốn hàng nó vỗ một móng vào óc nó là đủ rồi cam cửu chi lúc này mới thả lòng xuống hơi có chút khó ló cái khung ý tứ hàm xúc nói chim này một khi linh thức tràn đầy thế nhưng phải ăn rất nhiều tăng linh khí mới có thể cho no đến lúc đó khẩu vị của nó lớn nếu núi ngươi không có đủ tăng linh khí để cho nó ăn nó sẽ ăn sống linh hồn của các ngươi để lấp đầy bụng chiêu phó đem đao phong trừ sự kiếm hướng mặt đất ngữ khí hòa hoãn một chút cái này không nhọc cam nương tử hao tâm tổn trí nó đã dấn thân vào núi ta núi ta cũng cần hoàng báo chi bình yên nói xong hắn đưa tay chỉ về phía cửa quỷ thị cửa quỷ thị lập tức mở tìm thư uyển giờ lành sắp tới cam nương tử vẫn là trước theo thần cùng vào núi đi dứt lời hắn hướng liên hương đứng bên kiệu phân phó ngươi còn không đắp khăn vàng cho cam nương tử liên hương bước chân vội vàng vâng chư phó đại nhân cam cửu chi cũng không để ý tới hai người bọn họ tầm mắt thủy chung rơi vào trên người huyền quỷ thiên ưng treo lơ lửng trên không thân chim mặt quỷ lông vũ màu máu mắt không đồng vô đồng chi nhãn đồng tử của nó đâu? Còn chưa đợi nàng ngẫm lại, vách đá phía sau huyền quỷ thiên ưng đột nhiên hiện ra một cái đầu lâu màu đen quái đảng khủng bố, chỉ trong nháy mắt, về phần bầu trời phía trên đầu lâu lại bị một cổ lực cắn xé từ trong địa uyên lao ra dễ dàng phá vỡ một vết nứt. Máu Trời đang chảy máu Cái kia cuồn cuộn không ngừng từ trong thiên chi liệt chảy xuống đúng là máu tươi. Bất quá đây hiển nhiên chỉ là cái bắt đầu, theo thiên hậu vọt tới huyết dịch càng ngày càng cường tráng, đạo này bị vận mệnh hàm răng khổng lồ phun ra con suối thuận thế theo mệnh định trình tự từ tội chi đầu biến thành ác chi kẻ hở, mà bị đẩy ngón tay sử dụng phá vỡ lòng giam thì là bị hội tụ vô tận máu tươi xây lên cao ốc dục vọng, do đó đem một tia trời va chạm xé rách thành mệnh định sông dài. Mệnh chi chú từ cảnh vu sa hải. Không nên phá vỡ nhân tộc không thể làm dục vọng, đó là bị máu tươi đẩy về phía trước nhân tộc chi mộ quan. Liên Xuân lấy tay khẽ vuốt hai hàng chữ trong suốt nhưng lại có thể thấy được cướp lấy hai con người của hắn, hắn đến nay cũng chưa hiểu cái gì mới là dục vọng không thể làm của nhân tộc. Và những gì là kết thúc của toai lai. cảm đầu ngón tay lạnh như băng mờ ảo giống như những ngày hắn trải qua trong sa mạc đằng thủy, tiếng hát của biển cát xa xôi trống trải, bão cát bay múa đầy trời thay đổi phương hướng về phía trước, hắn nhớ rõ hắn ở trong sa mạc đằng thủy chỉ quay đầu lại một lần, chỉ là khi đó hai đồng tử của hắn đã mất lại khó tìm được đường lui. Bất quá đằng thủy sa mạc giống như là thế nhân hoàng lương nhất mộng, chỉ vì chưa bao giờ có người ở bên trong nhìn thấy qua hư ảo ốc đảo. Chương 6 Vách núi chi hỏa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máu tươi thác nước chảy xiết hướng xung quanh tản mát nhiệt độ khác nhau vào đầu xuân phương Bắc, là ấm áp tàn khốc như tử vong, đầu lâu màu đen huyền dưới sự tưới máu bắt đầu không ngừng co rút bành trướng cho đến khi mặt ngoài xuất hiện vô số đầu lâu khác nhau sắp hàng mê huyễn đang lấy tiết tấu không rõ, ngươi hiện ta ẩn, ngươi ẩn ta hiện. Sau khi liên tục chấp động, cái đầu này cư nhiên chậm rãi mở ra miệng khép kín. Mà Liên Xuân lấy hai tròng mắt liễm diễm xưng tuyệt, giờ phút này lại lấy một đôi mắt đen nhánh kiêu căng nhìn cam cửu chi đang cau mày phía dưới, môi mềm mại của hắn khẽ nhếch, cơ hồ là tiếng bụng nói. Lên núi. Mệnh lệnh vừa hạ mặt quỷ của huyền quỷ thiên ưng đột nhiên rung lên không trung nó như con rối gỗ tuân theo triệu chú lệnh mà liên xuân dùng đòa thú linh thức thổi ra cua cánh dài màu máu bay lượn vòng quanh không trung dùng quỷ tích phi hành vẽ ra một chú phù uyên giai từ dưới đất dựng lên chú phù uyên giai một bên bay lên tới thiên vũ một bên dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hút ánh sáng xung quanh cam cửu chi trong bóng tối vẻ mặt kinh ngạc chú phù uyên lâu sơn sao lại dùng phương thức cực đoan như thế để giấu sơn môn loại phương thức giải phong dựa vào chú phù để đánh thức tử linh đầu lâu của người chết trên núi này chỉ cần sơ ý một chút sẽ làm cho toàn bộ sơn nhân gặp phải cắn trả không thể nghịch chuyển thủ pháp ngoan độc như thế đến tột cùng là người nào gây nên sau khi vô số oán linh thức tử linh tụ hợp cuốn lấy tất cả sinh linh xung quanh ngoại trừ cam cửu chi liên xuân nằm trong cơ thể huyền quỷ thiên ưng thì nhẹ nhàng khép lại đôi mắt không đồng khóe miệng tràn nụ cười trong lúc mọi âm thanh đều yên tĩnh tử linh tung hoành thổi lên sơn tấu mà cam cửu chi thì bởi vì được linh khí che chở cũng không bị loại oán linh thức thấp kém này công kích nàng đem linh khí đưa mắt lên ở trong một mảnh bóng tối thấy được bộ dáng hai tay mọi người thành kính vấn linh cam cửu chi nhớ lại tổ tiên sao chép trong khai lục linh thư có liên quan đến uyên giai loại chú phù ghi chép trong đó nàng ấn tượng sâu sắc nhất một điều chính là uyên giai loại chú phù bằng tỉnh mà động còn lấy sơ chí đại công công chi lấy người sống tế uyên phương khởi đại thế dùng tiếng đại bạch mà nói, chính là chỉ có khi vạn vật tĩnh lặng, chú phù này mới có thể nghe theo mệnh lệnh của chú nhân, nếu như hoàn cảnh khởi chú cùng hoàn cảnh khi chú sinh nhất trí, như vậy uy lực chú phù sẽ phát huy tới lớn nhất, thêm nữa, nếu như dùng đồng tộc tế sống chú chi uyên, mới có thể khi sử dụng sát chú đoạt được đại thế. Nhưng một câu quan trọng nhất lại bị nàng quên lãng, nguyên gia loại chú phù lấy thực hạ chú nhân hậu đại chi huyết khí mà kéo dài, thường bại kỳ tâm trí, hư kỳ con nối giỏi thậm chí kỳ mục cam cửu chi nghi hoặc nhìn trọng khuôn mặt cốt nhục rõ ràng của mọi người trong bóng tối không hiểu vì sao bọn họ lại thành kính như vậy chẳng lẽ thật sự là một chút xíu cũng không thông hiểu chỗ hiểm ác của chú phù này cái này ngược lại là quái đã như vậy nàng cũng phải nhìn xem chú phù này rốt cuộc là mê hoặc bọn họ như thế nào vì thế nàng liền dứt khoát đem thượng nhãn linh khí thu hồi cùng chung quanh tất cả sinh linh cùng nhau trốn vào hắc ám khởi sơn chú tụ điều cực kỳ âm lãnh cừu thị đây là tự trong vực sâu sinh ra giai điệu trầm mặc bị trầm mặc không ngừng leo lên không ngừng ngã xuống không ngừng tụ hợp lại không ngừng xé rách thâm uyên chi tổ ngửa mặt nguyền rủa thế hữu thiên quan thế hữu thiên quan độc dư vực sâu vô tận của tộc ta ra ngoài ra ngoài đám ác chủng tộc ta phong tụ ở uyên chi ám hải a chắc chắn phải lấy ngọn núi giả thiện áp hết hùng quan chi hiệp quân quyết thế của tộc kia phải tắm rửa tộc ta. Ác chủng. Lũ ác chủng. Thế muốn lấy xương sống của người kia, đúc dài than trời của tộc ta. Quán linh thức cuốn lấy chúng sinh linh nguyền rủa va chạm xé rách lẫn nhau. Thẳng đến sau khi bị tách ra thành ngàn ngàn vạn vạn oán linh thức đơn thể hình sợi, dưới mệnh lệnh âm độc của khởi sơn chú, lần lượt thác máu Triều Tiên bay đi, oán linh thức đơn thể liên tiếp xuyên qua cam cửu chi, nàng đột nhiên giang tay ra, thoáng cái liền bắt được sợi tơ chậm chạp nhất bên trong, hơn nữa sau khi nàng đem một tia linh khí gọi từ đầu ngón tay rót vào trong đó, lập tức buông tay ra. Quán linh thức đơn thể như mưa to gió lớn đánh úp lại tranh nhau xông vào thác nước máu tươi, chúng nó giống như ngàn ngàn vạn vạn con đĩa cực kỳ đói khát, tham lam lại thỏa mãn hút máu tươi từ phía chân trời bay xuống, cho đến khi bản thân bành trướng thành bộ dáng ban đầu, đó là vật thể huyết hồng vô diện nhưng bản chất phi người từng đạo chú âm quỷ mị minh sướng trong hư hắc cam cửu chi đánh thức một tia linh khí lúc trước giấu trong oán linh thức đúng là mơ hồ nhìn thấy ở một con đường chật hẹp đi thông vực sâu cuối cùng một lão nhân tê liệt quỳ rạp trên mặt đất xương cốt vỡ vụn đang dơ cao một ngọn lửa thế cháy hung mảnh cực kỳ gian nan hướng vực sâu hết sức dời đi đây là hư hắc a à. ngọn lửa hung mảnh duy nhất đang bốc lên kia rốt cuộc có tội ác gì không con đường sền sệt phủ kín gai xương bị ngọn lửa thiêu đốt thân thể thiêu đốt linh hồn càng lộ ra đầy đủ. Linh khí quá ít, nàng không thấy rõ tướng mạo của lão nhân, rồi lại ly kỳ như đang ở bên cạnh, rõ ràng nghe thấy tiếng gai xương nóng hổi cắt qua da thịt già nua của lão nhân. Lên núi tấu diễn tới tiếng sấm vang, thân thể lão nhân bị mạnh mẽ tách ra thành hai ảo ảnh hư thực, một đạo vẫn dơ cao ngọn lửa gian nan bò sát. Một đạo còn lại là cứng nhắc cùng oán linh thức huyết sắc ăn no từ mọi người đơn thể trở về khi ngàn vạn oán linh thức huyết sắc chấn động mặt đất chạy về phía huyền quỷ thiên ưng, cam cửu chi nghe thấy ngôn ngữ nhân tộc duy nhất trong cả bài khởi sơn chú. Khởi sơn Lên núi Chúng huyết sắc oán linh thức giống như được huấn luyện nghiêm chỉnh binh lính, chúng nó mỗi người dơ cao hai tay cứng nhắc chỉnh tề cao giọng đáp lại lấy kiêu căng thụ với nhân tộc lời nói. Lên núi Trong tiếng ứng hòa bài sơn đảo hải này, Cam cửu chi lại nghe thấy một đạo phản kháng cực kỳ yếu ớt nhưng chắc chắn. Nếu nhân tộc bất diệt. Lên núi. Lên núi. Lại vang lên. Thân hình không đồng nhất huyết sắc oán linh thức đơn thể vì đem hai tay giơ lên càng cao tiếng đáp lại càng thêm vang dội, chúng nó thậm chí kiển chân đem cổ họng kéo thẳng. Lên núi. Lần này cam cửu chi không nghe thấy tiếng phản kháng duy nhất. Tiếng phục tùng của bọn chúng rốt cục cũng đủ vang dội, sau khi huyền quỷ thiên ưng hướng lên trời kêu to cùng khởi sơn. Khởi sơn, cùng một tiết tấu ngôn ngữ đọa thú tộc, phục bi sơn nửa bên trời cao mọc đầy ngàn ngàn vạn vạn sợi xích sắc chậm rãi xuất hiện ở phía sau huyền quỷ thiên ưng. Đây là một ngọn núi do vô số bia mộ đè xuống mà thành, mà từ sau khi một tấm bia mộ tầm thường nào đó trong đó bị đốt lên, sẽ không ai thấy lại bản dạng của nó bởi vì khói đặc đen thẫm mai tán tất cả bia mộ đã mai táng ở trên phục bi sơn. Thấy phục bi sơn hiện ra, chúng huyết sắc oán linh thức đơn thể lập tức đem bàn tay dơ cao chuyển hướng phục bi sơn vương tới, xích sắc giống như rắn bò nhanh trên không trung mượn cơ hội chui vào xương lòng bàn tay của chúng nó, cũng dùng gai xương dày đặt tê dại cùng đang chặt làm một thể. Động mạch giữa chúng huyết sắc oán linh thức cổ giống như là muốn phồng lên bạo phá cấp tốc nhảy lên co trướng, chúng nó thống khổ hướng trời há to miệng, giữa răng trắng nõn sắc bén kéo ra tơ tầm sền sệt đỏ. Tươi, mà tay chân của chúng nó lại cường ngạnh chi phối toàn bộ hỗn loạn, thân thể phục tùng chuyên quyền phục bia sơn, ngàn vạn màu máu oán linh thức đơn thể lấy tư thế hoang đường vặn vẹo đưa lưng về phía phục bia sơn mai tán vô số mộ chí minh, mà xích sắc nhiễm máu dẫn dắt lại bị tay chúng nó vung lên vai lưng, làm cho nó có thể nhẹ nhàng bay qua những dấu chân bị dẫm lên đau đớn sâu nặng kia. Phá điều càng tấu càng mãnh liệt, ngọn núi lớn dưới khói đặc chậm rãi thổi qua đỉnh đầu cam cửu chi, mang đến bóng tối càng thêm thâm trầm. Bất quá ti linh khí kia của nàng vẫn tồn tại, huyết sắc oán linh thức đơn thể càng tiếp cận huyết sắc thác nước, từ chúng nó cái kia vô diện chi diện cùng tham sai thân thể bên trong bạo liệt mà ra huyết dịch lại càng nhiều, mà mỗi một giọt máu tại còn chưa tới mặt đất đã bị huyết sắc thác nước keo kiệt toàn bộ hút hồi cảnh huyễn kịch có thể kinh hãi này còn chưa diễn tới kết thúc lại ngoài ý muốn làm cho sinh mệnh xung quanh lâm vào yên lặng như tử vong, chúng nó chết đi ở trong ảo kịch lần nữa tỉnh lại, mà bọn họ còn sống lại vô tri giác yên lặng ở trong bóng tối thâm trầm hơn. Lần nữa không người nào có thể chứng minh lựa chọn thành kính với hắc ám. Huyết sắc quán linh thức đơn thể lại một lần nữa tập thể tiến vào thác nước máu tươi, bất quá lần này chúng nó không còn là đĩa bị vây trong thế tiến công, mà là từng cái vô ý thức chờ đợi oán linh thức thấp nhất được sử dụng lần nữa cấp thấp làm cho xích sắt từng mọc vào lòng bàn tay chúng nó lựa chọn ném nó vào âm cuối của âm thanh phá điều vứt bỏ ánh sáng tái hiện tại phá điều cuối cùng một cái âm cuối cùng hạ xuống trước tên kia giơ cao ngọn lửa lão nhân cư nhiên đã bò tới vực sâu bên vách núi hắn ngưng mắt nhìn vực sâu si cuồng cười hắn há to miệng nuốt sống duy nhất ngọn lửa ngọn lửa đốt cháy thân thể của hắn hắn lại tiến về phía trước vì vậy rơi vào vực sâu tận cùng, ngọn lửa lấy thân thể của hắn làm nhiên liệu, mượn nó bành trướng mấy vạn lần. Ngọn lửa hướng vực sâu rơi xuống, cấp tốc chiếu rõ lại cấp tốc che giấu vô số cửa vào đi thông vực sâu chi bích trên vực sâu, dưới ánh sáng chói mắt kỳ thật còn che giấu hai hàng văn tự trong suốt nhưng lại có thể thấy được phi nhân tộc phi thú tộc. Sáng quá! Cam cửu chi đành phải thu hồi ti linh khí không bị thiêu đốt kia, mới có thể tránh cho tầm linh nhãn bị tổn thương nàng hiện tại chỉ có thể nhìn đến đây. Mà Phục Bi Sơn ở đầu kia của xích sắc lại không biết vì sao đã cháy thành tro tàn, cam cửu chi trước khi quan minh đến rõ ràng nghe thấy một đạo xa là xa xôi kiên cố như bàn thạch phản nghịch thanh. Nhân tộc bất diệt. Giọng nói đó không phải đến từ ông già đang dơ cao ngọn lửa. Cam cửu chi nghiêng đầu cau mày, không nên a, à, đây sao không phải là giọng nói của lão già kia. Trực giác khó hiểu của nàng là mình đã bỏ lỡ một khâu rất quan trọng, nhưng giai điệu biến hóa kỳ lạ nhất của lời nguyền núi còn quy tấu lên, huyễn vật quy thủy, hắc ám triệt tiêu, ánh sáng trở về, tử khí đã qua. Hết thảy tĩnh lặng sinh linh, tĩnh tại ban đầu, đúng vậy, là ban đầu, thời gian tại chú phù đắp nặng ảo cảnh bên trong quy không, không hề phá giải biện pháp, đây chính là bọn họ thành kính nguyên nhân. Bất quá, nguyên nhân này ngay cả cam cửu chi cũng không phát hiện nàng chỉ là được chỉ dẫn tận mắt nhìn thấy có người muốn nàng nhìn thấy rồi lại không cho nàng xem hết thảy thời gian lại bắt đầu tiến về phía trước hoàng quy tấu xong mọi người đều tạm thu thành kính từ trong im lặng vô tri đi ra miệng máu phía chân trời đột nhiên nứt lớn gấp ba lần máu loãng chảy xiết càng thêm mãnh liệt trót vào đáy đất như vực sâu huyết châu bắn lên cấp tốc ăn mòn bất kỳ sinh mệnh thể mạnh mẽ hoặc nhu nhược nào xung quanh theo đó một cổ mùi hôi thối cực kỳ nồng nặc xông thẳng vào xoan mũi sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Cam cửu chi che miệng mũi, vì tránh huyết châu văn khắp nơi theo bản năng lui về phía sau vài bước nhưng lại bị chiêu phó phía sau dùng kiếm trừ sự chống đỡ sống lưng không thể lui về phía sau. Cam nương tử vẫn là đắp khăn vang vào núi đi. Trong nháy mắt bị trừ sự kiếm chống đỡ ở lưng kia, cam cửu chi lập cảm một cổ hàng khí thương sơn cực kỳ lạnh lùng đang ý đồ chui vào da thịt cùng xương cốt của nàng, cũng may nàng được linh khí che chở, mới có thể kịp thời đem cổ hàng lực thương sơn giấu ở trong kiếm khí này chắn ở bên ngoài cơ thể. Nàng xoay người sau khi đối diện với chiêu phó lại lui về phía sau vài bước, tầm mắt rơi vào trên lưỡi kiếm bị vỏ đao phong bế. Đột nhiên nhớ tới thanh kiếm trắng như tuyết trước mắt này kỳ thật chính. Là kiếm thứ nhất của Uyên Lâu Sơn, cũng là một thanh khí chí hàng ẩn dưỡng kiếm khí chí cực duy nhất trên thế gian. Lúc trước ở trong kiệu nếu không phải nàng chủ động đánh trả, phỏng chừng nằm ngất mấy ngày cũng không phải là chư phó chủ nhân trừ sự kiếm mà là nàng bị đá nhắm mắt ngăn chặn tử huyệt. Cam cửu chi mặt mày sinh giận, thiệt thòi nàng lúc trước còn cảm thấy chưa phó làm người còn có thể, nhưng hiện tại liền cảm thấy tâm này như bụng gà. Nàng tuy là trước tiên đối với đọa thú linh động sát tâm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là động sát tâm mà thôi, làm gì có uy hiếp qua nửa phần. Huống chi một khi đọa thú linh thức tràn đầy, đến lúc đó còn không phải muốn cho nàng tìm hàng linh tộc đến thu thập cục diện rối rắm này nếu chính mình chỉ là một nữ tử bình thường, việc làm hiện tại của chư hầu có thể khiến nàng lập thành băng cốt, đau đớn vô cùng tiêu vong. Người tùy ý vô lý như vậy làm sao xứng sử dụng chí cực chi khí? Mặc dù nàng tập văn bất thiện, nhưng cũng hiểu được đạo lý người có lưỡi dao, lưỡi dao dễ giấu không dễ ra, thế gian vạn sự vạn vật phàm giả nhiều, mà trưởng chí cực chi khí giả, ứng hộ thế gian chi phàm phàm, sao có thể thiện dụng thiên phú, làm trái ý chí chí cực chi khí sinh? cam cửu chi mở ra bàn tay nửa nắm thành quyền dùng linh khí ở đầu ngón tay trái gọi ra một gốc cây ký cốt băng thứ dài nửa ngón tay nếu quả băng thứ này xuyên qua thân thể chưa phó vậy hắn tốt nhất là đừng nghĩ sống nữa khí thì khí nhưng rốt cuộc nàng vẫn mềm lòng không làm được chuyện lấy mạnh hiếp yếu chỉ là để cho ký cốt băng thứ ở đầu ngón tay cắt qua da thịt bên hông chưa tôi tớ mà thôi cứ như vậy mặc dù không trí mạng nhưng cũng có thể làm cho cốt cốt hàng cả tháng để cho nàng có thể ngộ ra ý nghĩa sống của chí cực chi khí, mới không uổng công trừ sự kiếm khuynh hồn trong tay hắn đi theo. Nhưng ngoài dự liệu của nàng chính là, huyền quỷ thiên ưng vốn treo lơ lửng đột nhiên phát ra tiếng gào thê lương, mọi người nhìn lại chỉ thấy thắt lưng bụng nó quỷ dị sinh ra một cái miệng nước đầy băng hoa, mà máu tươi từ miệng nước tuôn ra, cư nhiên không bị thác nước máu tươi hút vào. Chiêu phó thấy thế lập tức thu hồi trừ sự kiếm chỉ vào cam cửu chi, trong nháy mắt tụ hợp nội lực đưa vào miệng nước thắt lưng huyền quỷ thiên ưng, lúc này mới có thể trì hoãn tốc độ sinh trưởng của băng hoa. Hắn vừa vận chuyển nội lực cho huyền quỷ thiên ưng, vừa hướng người bên trong hô to. Liên Xuân ngươi làm sao vậy? Mà Liên Xuân ở trong cơ thể huyền quỷ thiên ưng lại là thái độ khác thường đem đọa thú linh khí che thân thu hồi thân thể, dùng mắt trái trống rỗng tiếp nhận ký cốt băng hoa tầng thứ nhất phong ấn cam cửu chi ngu ngốc lập tức cũng hiểu được trốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ký cốt băng hoa vốn dĩ có thù tất báo đứng đầu tầm linh ám khí, cho nên sau khi nhận chủ, chỉ cần tầm linh khách gọi nó ra sẽ phát động, chính xác gửi sinh cho người bị thương, hơn nữa còn có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành lần đầu phong ấn, từ đó đạt được mục đích định vị. Cho nên lúc trước chư phó cũng không sử dụng kiếm khí với nàng, mà hành động dùng kiếm chống đỡ sau lưng nàng chỉ là không muốn nàng chạy trốn mà thôi muốn hại nàng không phải chư phó trưởng kiếm, mà là đọa thú linh liên xuân giấu trong xác huyền quỷ thiên ưng quấy phá. Xuân đáng thương làm sao có thể điều khiển chí cực chi khí. Ngay lúc này uyên vương trong kim hổ huyền thiết bàn vô hoán không thể ra, lửa giận ngút trời, nó dùng linh thức nói với cam cửu chi. Cửu cửu ngươi mau gọi ta ra, lúc trước ta còn muốn thả vật không người không thú này ra, không ngờ nó lại không biết tốt xấu, cũng không biết nó dùng tà chiêu gì, lại có thể gọi ra kiếm khí của trừ sự kiếm đến đã thương ngươi. Cam cửu chi trấn an. Không có việc gì, Nguyên Vương, ký cốt băng thứ của ta không phải ăn chay. Không được chính chính, ta phải đem nó trên người lông toàn bộ cho nhổ, chuyên chọn đẹp mắt cho ngươi làm cầu đá chơi. Không cần Nguyên Vương, ta đã giáo huấn nó rồi. Muốn cửu cửu, bổn vương còn chưa giáo huấn nó. Đang lúc một người một thú nói lung tung, Liên Xuân Che Hồng bị ký cốt băng đâm thủng, hung hăng ngã xuống dưới thác máu tươi. Chương 7 Một vạn mươi tư bước quan dai Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 8 Hai sắc đậm sâu u liên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9 muốn đem tiêu trừ chú loại dị lực. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đây là tầng oan dài thứ mấy? Liên hương thở hỗn hỉnh. Tầng thứ 1482. Nghĩ đến bộ dáng sợ hãi của liên hương lúc trước, cam cửu chi cố ý dặn dò. Ngươi đừng quay đầu lại. Nàng xoay người nhìn xuống phía dưới, chẳng biết từ lúc nào mấy trăm âm nương lần lượt được cất vào trong hộp giống như đèn khổng minh, dày đặc ma ma vần quanh vách uyên, vô số rắn leo lên trên cuốn lấy thân thể chúng chỉ để trống bộ vị trên cổ, ánh sáng màu đỏ sậm tới trái tim chúng nó thắp sáng, dưới tấm khăn vang dày nặng truyền đến tiếng nỉ non chỉnh tề lại mồm miệng không rõ, dưới sự chiếu rọi lẫn nhau của mấy trăm trái tim cùng với tiếng gió khó hiểu mà đến, rung động trái tim của hai. Người sống duy nhất Liên hương dựa vào cam cửu chi càng gần, thanh âm rung rẩy. Nương tử Thanh âm này là thảo nào các ngươi đều sợ hãi oan hạnh này rắn trời sinh tính lạnh như băng lại không hợp tình lý cho dù là ngươi ngày đêm tỉ mỉ nuôi dưỡng chúng nó một khi đợi đến khi phù pháp loại rắn khống chế chúng nó bắt đầu chú hoạt chúng nó cũng nhất định sẽ không chút do dự mở nanh độc về phía ngươi ở tất cả phù pháp lý ta không thích nhất chính là phù pháp loại rắn này mỗi lần phá đều lạnh lẽo thấy nàng giải thích càng nhiều liên hương càng sợ hãi nàng vung tay lên tương đối có khí thế Ta mặc dù không thích nhưng cũng không sợ phù pháp loại rắn này, loại phù pháp này nhìn như tinh tế quỷ dị, nhưng chỉ cần ta dùng tổ truyền. Ách. Chỉ cần ta chém một đao với phù pháp chân tâm cũng tan thành mây khói. Ngươi cũng là dị lực giả. Phái Nguyên Lâu Sơn các ngươi không phải cũng là dị lực giả sao? Hơn nữa, trên đời này dị lực giả nhiều hơn, dị lực giả kỳ quái nghĩ cũng không nghĩ tới nhiều hơn. Có rất nhiều dị lực giả cam cửu chi nắm tay nàng đặc biệt cẩn thận bước chân. Đương nhiên, cha ta đã nói với ta, trên đời này ngoại trừ một ít dị lực chúng ta biết rõ, kỳ thật còn tồn tại rất nhiều loại dị lực, bất quá, những dị lực này phần lớn đều không thành hệ thống tu quẩn lại tán loạn, cho nên ít bị thế nhân biết. Nói không chừng ngươi cũng là người có dị lực. Liên Hương kinh ngạc nói. Ta. Cam cửu chi đặc biệt nghiêm túc. Đúng vậy, cha ta nói trên đời này mỗi người kỳ thật đều có năng lực không giống với những người khác nếu bản thân cũng rất thông minh hoặc là có cơ duyên nói không chừng còn có thể thông qua tu quẩn tự thành một phái liên hương hưng trí bừng bừng vậy có nghĩa là mỗi người kỳ thật đều có năng lực độc đáo thuộc về mình thấy hắn không hề sợ hãi ngược lại còn có chút kích động cam cửu chi dứt khoát làm tiểu tiên sinh mà giờ phút này mượn mắt ốc sên giấu ở uyên bích giám thị oan hạnh uyên lâu sơn quỷ công tử uyên thừa phong mở ra nguyên bản gặm móng heo miệng, cùng gặp quỷ giống như nói. Sao không sợ? Bất quá trong chốc lát hắn đem trong tay móng heo buông xuống, ngược lại ăn đậu phộng. Mỗi người đều có thuộc về chính mình đặc biệt năng lực, cái khác dị lực. Dị lực giả độc đáo nhất mà ta từng thấy là dị lực giả minh tưởng. Liên hương mê hoặc nói. Minh tưởng. Nguyên thừa phong công chân. Thú vị, bên ngoài chính là thú vị. Đúng, chính là minh tưởng. Trước kia khi ta tu quẩn trong một ngọn núi, đói bụng vô cùng đã muốn kiếm chút thức ăn, nhưng đúng lúc liền theo con đường nhỏ vừa đi liền nhìn thấy một dòng suối nhỏ thật dài, vốn ta định bắt cá nướng tới ăn, quần cũng sáng xong vừa mới chuẩn bị xuống nước, liền nhìn thấy một lão tiều phu một chút hơi thở cũng không có ngồi đã tọa dưới một gốc cây đại thụ bên dòng suối, hắn cái gì cũng không làm ngay cả nói cũng không nói, cá trong dòng suối nhỏ kia liền một người tiếp một người chủ động nhảy vào sọt cá bên cạnh hắn cái này cũng không tính là gì mấu chốt là những con cá nhỏ kia nhảy vào còn có thể lại nhảy vào trong nước ta cảm thấy rất thú vị liền lén lút lẻn đến bên cạnh hắn nhìn vào giỏ cá kia liên hương cấp bách nói làm sao vậy nguyên thừa phong bộ dáng bị người ta treo khẩu vị Người nói mau đi cam cửu chi ở trên không trung khoa tay múa chân dài con cá lớn khá lắm tất cả đều mập a à vậy sau đó? Lão tiều phu kia có phát hiện ra ngươi không? Phát hiện rồi, đều do con cá kia mập quá, ta nhìn không được liền kêu lên một tiếng. Lão tiều phu kia nhìn chầm chầm ta thật lâu, nói là trước kia đã gặp qua ta, nhưng ta nhớ rõ ta chưa từng gặp qua hắn nha, thật sự là rất kỳ quái. Nguyên thừa phong len lén sen miệng nói. Sợ không phải lão tiều phu kia muốn nói ngươi khi còn bé hắn từng ông ngươi đi cam cửu chi vẻ mặt nghiêm túc nói ta rất tò mò ta chưa từng gặp hắn hắn lại nhận ra ta ta vừa hỏi mới biết thì ra lúc ta còn bé hắn từng ông ta vậy con có hỏi cha con không hỏi rồi phụ thân ta nói ta xuất thân năm thứ hai tuyết lớn lạnh vô cùng phụ thân ta nghĩ rất nhiều biện pháp chính là ấm áp không nổi sau đó liền tới một lão tiều phu tới nhà ta muốn đổi chút đồ ăn nóng vì vậy phụ thân ta liền để cho đại ca ta nấu cho hắn bát mì nàng nói tới đây vẻ mặt tự hào. Đại ca ta nấu mì thơm quá. Lại một viên đậu phộng vào bụng, Nguyên Thừa Phong miệng thiếu nói. Trứng gà không ngon, nếu là hướng bên trong thả cái móng heo đó mới gọi là một cái thơm. Đây là cái gì? Cam cửu chi dùng một màu xanh chiếu lên tầng oan dai dưới chân, chỉ thấy một tầng nước nóng mỏng manh bao lấy oan dai. À, nước này sao có thể nổi trên không trung? Vẫn còn nóng liên hương nghi hoặc nói nóng sao ta lại cảm thấy là băng nóng cam cửu chi ngồi sổng xuống dính chút nước vào tay mình đứng dậy nói với liên hương ngươi sờ xem rõ ràng nước này nóng liên hương nhẹ nhàng chạm vào bàn tay dính nước của nàng băng rất băng hả cam cửu chi nhíu mày suy nghĩ một lát vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là vì sao rõ ràng nước này nóng a à? kỳ quái như thế nào liên hương lại nói nước này là băng người khởi xướng uyên thừa phong buông đậu phộng trong tay xuống khiếp sợ đứng dậy quái quái thật sự là quái vượt sâu này tận thủy tính hàng nàng làm sao lại cảm thấy là nóng quái sự quái sự cam cửu chi linh quang chợt lóe chẳng lẽ là trách không được liên hương nghi hoặc sao sao lại thế này Nguyên Thừa Phong thở dài. Ngươi lại biết nguyên nhân. Nói mau nói mau. Cam cửu chi hít vào một hơi, bước lên bậc quan kế tiếp, dưới sự chờ mong của hai người, nói dối. Có lẽ giày của tôi quá dày, chân nóng. Phốc. Nguyên Thừa Phong nở nụ cười, hắn vỗ ngực mình cảm giác khẩu khí này của mình không thuận theo được, bất quá hắn nghĩ tới vẻ mặt vừa rồi của Cam cửu chi, kết luận nàng đang nói dối. Hắc. Ngươi là tiểu lừa đảo không nói vì sao lại nghĩ lý do sức sẹo để lừa nha hoàng ngốc kia. Cam cửu chi tiếp tục nói. Nhắc tới cũng là kỳ quái, lão tiều phu kia ăn mì xong đổ vừa đặt xuống, liền trực tiếp ngồi ở trên ghế ngủ thiếp đi, ca ta gọi hắn là hắn chưa tỉnh, đẩy hắn cũng vẫn chưa tỉnh, liền dùng ngón tay đi thử hơi thở của hắn, người nọ còn không hô hấp. Ca ta cho rằng hắn bị mì độc chết, sợ tới mức ca ta vội vàng đi tìm phụ thân, phụ thân ta khi đó vừa vặn ông tiểu nhân ta lại đây, Ai? Chuyện thần kỳ nhất chính là ở chỗ này, ta vừa mới đi qua lão tiều phu kia liền tỉnh lại, hắn vừa tỉnh ta cũng liền tỉnh theo, đem phụ thân ta cao hứng không có giới hạn, dị lực của phu quân không tầm thường. Liên hương nghi hoặc nói. Tại sao ngươi tỉnh lại phụ thân ngươi liền cao hứng? Nguyên thừa phong phục nghị. Hỏi hay lắm. Ta không phải đã nói rồi sao, ta sinh ra năm thứ hai tuyết lớn, ta lạnh rất ngủ được phá lệ trầm cha ta lại kêu không tỉnh ta lại ấm áp không được ta, nhìn ta đột nhiên tốt lên kia đương nhiên phải cao hứng A. Thì ra là như thế, còn tưởng rằng là thời tiết quá lạnh người không ấm lên được. Cam Cửu Chi suy nghĩ một chút. Ngươi nghĩ như vậy cũng không sai, đúng là thời tiết quá lạnh người ấm áp không nổi, bất quá, người thế nào cũng không ấm áp nổi chỉ có một mình ta. Nguyên Thừa Phong chống cầm, nghi hoặc nói. Ấm áp không dậy lại không tỉnh lại đây là ngủ đông quái lạ con người còn có thể ngủ đông ta lúc trước nghe người ta nói trên núi kia gấu a trắng vừa đến mùa đông liền muốn ngủ đông cũng là không tỉnh lại được về phần bọn họ có lạnh hay không cái này cũng không biết bất quá 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 lạnh làm sao có thể ngủ đây cam cửu chi cũng không hiểu ai nha ta cũng không rõ là chuyện gì xảy ra ta hỏi phụ thân ta phụ thân ta nói hắn cũng không biết bất quá lão tiều phu kia nói cho hắn biết hắn thấy ta từ trong từng ngọn núi tuyết khổng lồ cả người đầy máu đi ra sau đó liền gọi ta lại đây bất quá cũng nói lúc hắn gọi ta tới ta ngơ ngác ngay ngốc hắn hỏi không ra ta đã trải qua cái gì sau khi ta đi tới bên cạnh hắn hắn liền nắm tay ta mang theo ta đi ra khỏi núi tuyết sau đó mặt trời rốt cục phơi nắng trên người chúng ta chúng ta liền tỉnh lại liên hương không thể tưởng tượng nổi nói từ trong núi tuyết đi ra vậy ngươi đã từng đi qua núi tuyết kia chưa Nguyên Thừa Phong bổ sung. Trọng điểm là còn ngơ ngác ngây ngốc, chuyện này thật kỳ lạ. Ta không nhớ rõ ta đã gặp qua núi tuyết kia, bất quá lão tiều phu kia còn nói trên núi tuyết kia nở rất nhiều hoa màu đỏ. Ta hỏi phụ thân ta phụ thân ta nói chưa từng thấy qua núi tuyết như vậy, ta còn hỏi những người khác, bọn họ cũng đều nói chưa từng thấy qua núi tuyết như vậy. Anh đã gặp qua chưa? Liên Hương có vẻ cuộn bách. Không, ta vẫn luôn ở Uyên Lâu Sơn, lần đầu tiên ra ngoài chính là đi sơn chi châu sao anh không ra ngoài nhìn cam cửu chi vẻ mặt ngây thơ liên hương cười khổ nói không thể đi cũng không muốn đi hả không thể cũng không muốn uyên lâu sơn các ngươi thật kỳ quái quy củ kỳ quái con người càng kỳ quái lời này thế nhưng là nói uyên thừa phong tâm khảm thượng thoạt nhìn ngu ngốc không nghĩ tới ngược lại là thật đúng là để cho ngươi nhìn ra chút không đúng. Liên Hương hướng tới nói. Quy củ của Sơn Chi Châu các ngươi là như thế nào? Ngươi là như thế nào? Cam Cửu Chi nhớ lại nói. Quy củ của Sơn Chi Châu chúng ta kỳ thật chỉ có hai điều, bất quá một điều trong đó chính là không thể nói, người mà, có tốt có xấu, có già có nhỏ, có trẻ con cũng có tiểu nữ. Hả? Hả? Cam Cửu Chi cậu không hiểu à, ách. Chỉ là quy củ không nhiều lắm, con người thật ra cũng không khác gì tôi và cậu. Nóng thì ăn dưa leo, lạnh thì nướng lửa, khát thì ăn nước, đói thì ăn cơm. Bất quá đôi khi sẽ mệt mỏi một chút, buồn ngủ một chút, đói bụng một chút, nhưng cha ta nói, trên đời này thật nhiều người đều ăn không ngon, mặc không ấm, ngủ không đủ no, ta chỉ là thừa nhận đại đa số người bình thường đều đang thừa nhận sự tình, bất quá cha ta còn nói. Nếu chúng ta đang thông qua cố gắng thay đổi chúng ta muốn thay đổi, vậy những thứ này thành chúng ta không nên thừa nhận, nếu chúng ta không lựa chọn thay đổi chúng ta muốn thay đổi, vậy những thứ này chính là nên chúng ta thừa nhận. Lời này ta nghe không rõ, cha ta nói rất nhiều lời ta đều không rõ, nhưng ta biết cha ta nói cho tới bây giờ đều là đúng. Người làm cha thông minh như vậy, làm sao dạy ra một cô nương ngây ngốc như vậy? Bất quá cũng may là vậy, bằng không càng ngốc hơn. Liên Hương như có điều suy nghĩ. Đi thay đổi chính là không nên thừa nhận, không đi thay đổi chính là nên thừa nhận thanh âm nàng thấp hơn rất nhiều, chim chóc nhốt trong lòng có thể bay ra ngoài sao. Nàng không nghĩ tới cam cửu chi nghe được những lời này của nàng. Cam cửu chi theo bản năng nắm chặt tay Liên Hương. Cha ta trước kia từng nói qua, chim không lựa chọn bay ra khỏi lòng, cho dù được thả bay cũng bị nhốt trong lòng, mà chim liều mạng muốn bay ra khỏi lòng, cho dù không bay ra được, vậy một khắc nó chết đi khẳng định là tự do chỉ cần chết là tự do vậy sống sẽ không sợ không tự do không sợ sẽ dũng cảm lời này ta cũng không hiểu bất quá lời cha ta nói ta đều nhớ kỹ cam cửu chi ở trong lòng bổ sung kỳ thật còn có khá nhiều rất nhiều không nhớ kỹ một màu xanh trong tay cam cửu chi đột nhiên bay xuống một cánh hoa nàng kinh ngạc nhìn về phía cánh hoa kia ngọn lửa đột nhiên bùng lên từ mép cánh hoa cấp tốc thiêu đốt cho tàn màu xanh bị gió thổi tan phiêu đảng thành điểm sáng rải rác, hương sen lại muốn vươn tay với tới, nhưng điểm sáng càng xa càng yếu ớt, nàng đi về phía trước nửa bước đã bước ra oan gia dưới chân, thanh âm của nàng bao hàm khát vọng mãnh liệt tích góp. Còn thiếu một chút. Cũng may cam cửu chi chú ý tới nàng, kéo nàng trở về. Cẩn thận. Liên hương không trả lời nàng. Cam cửu chi dùng một màu xanh chiếu sáng khuôn mặt si mê với tro tàn phía trước, vỗ vỗ vai nàng tỉnh lại liên hương đột nhiên rơi lệ không có cái gì không còn không sáng nữa cam cửu chi nghi hoặc nhìn trong tay phát sáng một sắc thanh một lát lại nhìn về phía liên hương tuyệt vọng tràn lệ mặt khó hiểu nói ta chỗ này không phải còn sáng sao thấy nàng còn không có phản ứng cam cửu chi dứt khoát nhét nhất sắc thanh vào trong tay nàng vội vàng nói toàn bộ cho ngươi ngươi cầm đi tầm mắt liên hương rơi vào một sắc xanh sáng ngời nhưng nhu hòa trước mắt, hai mắt vốn dại ra tuyệt vọng thông thả thanh minh. Cam cửu chi chú ý tới có một thứ cực kỳ tinh tế như ẩn như hiện phiêu đẳng ở phía sau liên hương, nàng đưa tay một trảo không bắt được, vì thế nàng dùng ngón tay chậm rãi bóp, là một sợi tóc. Sợi tóc. Nàng nhìn bốn phía, hết thảy đều giống như lúc trước, không đúng. Nàng giật mình sửng sốt, chần chờ nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trong bóng tối hư ảo phía dưới, đột nhiên sinh ra một tấm gương tám mặt cực lớn phím ngân quan, trên đó là chín tầng âm nương sắp hàng có thứ tự, biên độ khóe miệng chúng nó dương lên nhất trí, cánh tay vốn bị thân rắn cuốn quanh bị chín cái đầu rắn nhô lên từ phía sau, ngón trỏ nhiễm máu người dẫn hướng về cùng một phương hướng chỉ tới. Đó là một kiệu hoa màu đỏ thẫm thấm máu, kiệu hoa chậm rãi phập phòng hướng về bát diện kính di động, địa phương tiến lên sinh ra dấu chân huyết sắc lớn nhỏ không đồng nhất, cũng không người khiên kiệu A cam cửu chi đảo ngược phương hướng dấu chân nhìn lại cuối cùng là uyên bích bị màu đen che lấp nàng đột nhiên nhớ tới ảo hí nhìn thấy ở quỷ thị môn bởi vì chú phù uyên giai mà sinh ra ngọn lửa rơi vào vực sâu cấp tốc chiếu sáng cũng cấp tốc che giấu tình trạng uyên bích nàng mơ hồ nhưng cũng không xác định thấy được trên uyên bích tồn tại rất nhiều cửa vào nàng lớn mật phỏng đoán cổ kiệu hoa này có phải là từ một cửa vào trong đó mà đến hay không cái gọi là oan hạnh này có phải chính là Vượt sâu mà chú phù nguyên lâu sơn nguyên giai lưu lại hay không? Nguyên Vương, ngươi có thể nhìn ra bản thân việc quan này không? Cam Cửu chi dùng linh thức hỏi. Cấp bậc chú phù cùng thú loại chú pháp mặc dù cùng thuộc loại chú loại dị lực, nhưng hai cái lực chống cự lẫn nhau, lẽ thường mà nói, ở giai loại chú phù bao trùm địa phương là sẽ không xuất hiện thú loại chú pháp, bất quá mọi việc luôn luôn có ngoại lệ, nếu nguyên giai chú phù cùng rắn loại chú pháp này thật sự có thể cùng tồn tại, nói vậy có năng lực làm được điểm này hẳn là cùng ngươi thiên phú dị bẩm người giống như tôi ừ cửu cửu giống như ngươi tập hợp hai lực lượng hàng linh tộc làm một thể bất quá ta mới dùng linh thức ẩn thị oan giai này xu thế của nó xác thực là hướng lên trên vả lại chú pháp loại rắn ở đây cùng chú phù uyên giai lúc trước đều bị rót vào dị lực đặc hữu của nhất mạch uyên lâu sơn cứ như vậy cho dù dị lực giả ban đầu có thể khiến dị lực loại chú cùng tồn tại qua đời nhưng chỉ cần dị lực giả dùng dị lực điều hòa dị lực loại chú cùng tồn tại đủ mạnh cũng còn có thể duy trì cục diện dị lực loại chú nguyên sơ cùng tồn tại cam cửu chiên nghiêm túc nói vậy uyên lâu sơn này còn có dị lực giả chú loại sao chú loại dị lực mặc dù đã sớm hình thành giai loại chú phù thú loại chú phát khí loại chú ấn ba loại chú loại dị lực xây dựng hình thái nhưng từ bắc xương quốc sau khi thành lập chú loại dị lực giả tồn thế không có mấy mà loại này dị lực cường giả bảo tồn đến nay chú loại dị lực giả thì sẽ tuân theo chú loại dị lực đồng loại cắn nuốt tìm thư uyển vê đúp vê đúp vê chấm giao su sinh công dị loại tương đương thuộc tính tự nhiên ở tân sinh chú loại dị lực giả tu quẩn trên đường tiến hành quấy nhiễu thêm vào đó bởi vì này người xây dựng qua đời không bị áp chế chú loại dị lực giả càng ngày càng tuân theo bản tính ăn mòn dẫn đến tân sinh chú loại dị lực giả tu dưỡng uẩn biến thành cực kỳ nguy hiểm gian nan do đó chú loại dị lực giả nhất mạch từ thượng bắc thần lực hiện thế, liền không xuất hiện qua cường đại chú loại dị lực giả. Lực lượng của người tu tạo dị lực loại chú Uyên Lâu Sơn, hẳn là nhất mạch đến cực điểm, cho nên sau khi qua đời là dị lực giả quyết định không xuất hiện tân sinh nữa, chính xác hơn mà nói, chỉ cần vùng Uyên Lâu Sơn có dị lực giả loại chú mới sinh, sẽ chỉ là lúc sinh tức tử. Như vậy a à, thật đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc cả. Uyên Vương thu hồi linh thức, chậm rãi đi tới chỗ cao nhất vô cực uyên, nó đứng trên đỉnh vô cực uyên, quan sát toàn cảnh vô cực uyên, trầm giọng nói. Cửu cửu, dị lực giả trên thế gian này, càng có được lực lượng càng cường đại, lại càng muốn khống chế nó, nếu khống chế không được nó, vậy bị nó cắn trả sẽ là kết cục nhu hòa nhất. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu được rất nhiều dị lực biến mất, chúng nó rời đi không đáng tiếc hận. Nguyên thừa phong đậu phộng đều ăn xong một đĩa cũng không thấy oan giai thượng đứng hai người kia giật mình buồn bực nói. Hai cô nương này cái gì cũng không làm đặt ở chỗ này thất thần làm gì. Không đúng. Sợ là đang sử dụng dị lực. Dị lực khu vực dành dành châu này đến tột cùng là như thế nào? Trước kia hắn từ trong trang sách trách nát nghe được chính là đôi câu vài lời tùy ngôn, đối với hiểu biết bên ngoài núi, tất cả đều là ngẫu nhiên có được, sao thấy không tươi? hắn đứng dậy đi về phía xa loại chú pháp điều khiển ngự quỷ thuật, như có điều suy nghĩ nói. Ta mặc dù đối với ngươi cũng không có sát ý, nhưng đã là nàng chọn ngươi làm tân nương, sợ là dị lực của Sơn Chi Châu nhất mạch này đối với nàng tất có trọng dụng, như vậy ta không thể không nhìn thấu ngươi một hai. Chương 10 Nửa treo hư vô chi phù Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác.